Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với kênh Câu Cá của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cái cách câu khác mà ở Việt Nam rất thường hay được mọi người áp dụng, đó là cách câu lăng xê. Đó. Thì với cái bài mồi bọt của mình, câu cá tráp của mình mà cộng thêm với lại cái kỹ thuật câu lăng xê thì chắc chắn là cái xác suất dính cá nó sẽ nhiều hơn. Thì mình sẽ đi sâu vào cái kỹ thuật câu lăng xê là câu cái gì. Thì câu lăng xê nó cũng giống như câu đăng gô, trên cơ bản nó cũng là như vậy. Câu lăng xê thì nó sẽ sử dụng một cái bộ lưỡi đó, bộ lưỡi như thế này. Bộ lưỡi nó gồm có một cái lò xo, đây lò xo này, lò xo này để mình vắt bọt vô, vắt một cục cũng giống y chang câu đăng gô của mình ha. Thì trên cơ bản câu đăng gô nó chính là câu lăng xê một lưỡi, còn câu cái này lăng xê này là bộ này nó có 5 lưỡi. Thì mình sẽ bắt cục bột vào trong cái lò xo này đó, rồi mình sẽ mấy cái lưỡi này mấy bạn có thể cắm vào cục bột luôn hoặc là mấy bạn có thể để rời ngoài. Thì khi con cá nó ăn á, ăn cục bột, nó đi vòng vòng cục bột nó ăn, nó sẽ hút phải cái lưỡi này và nó dướng vào môi nữa, vào mép nó, nó sẽ dính. Đó là cách câu thứ nhất. Cách câu thứ hai là bắt một cục bột ngay chỗ cái lò xo này, rồi sau đó mình sẽ móc tôm vào từng cái lưỡi này. Đó, từng cái lưỡi, từng cái bộ lưỡi này, rồi mình cũng vứt xuống nước thôi. Rồi cá lại nó ăn cục bọt thì nó sẽ ăn tôm xung quanh luôn. Đó là cách thứ hai. Và cách thứ ba là mình sẽ bắt cục bọt, mình sẽ lấy cục mút nhỏ hình tròn á, cục mút mà trắng trắng á, đường kính nó khoảng bằng đầu đũa ăn, mình móc vô trong cái lưỡi này, từng cái lưỡi này, rồi mình cắm vào cục bọt đó. Thì khi con cá nó ăn bọt nó sẽ hút phải cái cục mút đó, cục mút nhẹ cho đó nó cứ trôi bồng bềnh. Con cá nó sẽ hút phải cục mút vô trong họng đó, rồi bắt đầu nó phun ra, hút vô phun ra một hồi nữa là cái lưỡi câu sẽ móc vào mép đó. Thì trên cơ bản nó vẫn là vậy, vẫn là những cái lưỡi này và một cục bọt ngay giữa. Đó chính là cái kỹ thuật câu lăng xê mà ở Việt Nam người ta thường hay áp dụng. Đó. Thì mình sẽ gỡ bộ lưỡi ra cho mọi người xem. Bộ lưỡi này. Lưỡi này 346 yên. Tiệm câu cá nào cũng có bán hết. Đó, nó có một bộ lưỡi vậy thôi, đơn giản vậy. Cái này mình móc vô cột trên trên, còn cái này mình bắt cục bọt vô trong cái lò xo này thôi. Đó. Còn đây có cục chì, thì chắc là mình không có cục chì đâu, tại vì cục bọt đã đủ nặng rồi. Giả sử như mấy bạn câu xong rồi nước chảy xiết á, hoặc là biển sóng đánh mạnh thì mấy bạn móc cục chì này vô thêm để cho mồi mình đừng trôi đi, rồi khi cá ăn nó cũng sẽ lôi cục chì này chạy thôi. Thì ở trong đây nó có chỉ nè, cách gắn chì nè. Cục chì này là số 10 đó. Cục chì mình sẽ gắn ở trên bộ lưỡi để cho nó căng dây của mình xuống, rồi chờ lại cá ăn rồi cần câu giật là mình giật nó thôi. Hoặc là mấy bạn cũng có thể kết hợp với câu phao tùy theo sở thích của mỗi người, nhưng mà mình sẽ không câu phao. Hôm nay mình chỉ câu đăng gô và kết hợp với lại cái bộ lưỡi lăng xê này. Rồi mọi người theo dõi nha. Thì mọi người móc con tôm vậy nè, móc từ đuôi nó móc lên. Thì mình móc hết 5 cái lưỡi này luôn. Rồi móc xong mình sẽ được như vậy. Đó. Rồi mình vắt cục bột lên cái lò xo ha. Vắt sao cho nó tròn tròn, cho nó đừng có rơi nha, vắt chặt tay tí. Rồi vắt cục bột xong rồi ha, rồi bắt đầu mấy bạn sửa mấy con tôm á, cho nó bung đều ra xung quanh cục bột, tại vì khi mấy con cá ăn thì có thể là nó bu lên một bầy thì nó sẽ ăn xung quanh cục bột. Mình bung mấy con tôm ra xung quanh thì xác suất mình dính sẽ cao hơn là mình dồn về một phía. Câu cá này thì câu mồi bột thường thường mình câu tối nó mới ăn mấy bạn ơi, dùng khoảng 5 giờ chiều trở đi nó mới ăn. Còn giờ câu giờ này chắc cũng chưa có ăn đâu. Giờ mình lấy cái này mình móc vô để cho lỡ cá có lôi cái cần câu không bị bay xuống nước. Lúc trước bị lần. Hình như hàng về mấy bạn ơi.
hàng dày thiệt. Ui, lên này. Kéo mà nặng nặng mà quằn quằn vậy là chỉ có cá đối thôi, chứ cá tráp thì nó kéo khác. Cá tráp kéo một phát, một rét xuống, cái bắt đầu nó lại ngưng lại cái, còn cá đối thì nó kéo liên tục. Bình thường mình xài dây cước số 2.5, mà dây thường, dây ni lông bình thường mình rỉ mình sợ nó, còn bữa nay là mình xài dây số 3 mà dây fluoro là làm bền lắm, nên là không sợ anh chạy. Nhưng mà nếu mà nó lôi đi mà mọi người lôi ngược lại có thể đứt mỏ, cho nên là cứ kéo chậm chậm như mình vậy. Cá đối là kéo khỏe nhất, cá tráp kéo không ăn thua. Cá tráp nó giật cái mình giật ngược lại phát là lên bờ liền. Còn là coi nè, bữa nay sổ mũi quá, mình phải bịt cái khăn lên vậy là mọi người hiểu rồi. Con này dắt mệt quá mấy bạn ơi. Chắc nó cũng bự trên 50 cm nên là mới lôi mệt vậy nè, chứ bình thường cũng lôi đâu có đến nỗi vất vả vậy. Với lại bữa nay mình mới thay cái đầu cần câu dẻo vô. Cái khúc dưới thì cần câu cứng nhưng mà khúc trên cần câu dẻo. Ông nhà cũng thấy mình kéo cực quá, phải lại ông hỗ trợ mấy bạn. Vô không? Vô không? Vô không? Rồi, rồi vô rồi. Hàng về rồi, để mình quay cho mấy bạn coi. Nè, con cá đối. Cái này chắc trên 50 quá. Bữa nay mình quên đem theo cái lưới đựng cá mấy bạn. Giờ phải lấy cái móc này, móc nó, dòng nó dưới nước. Bỏ vô cái lưới thì chắc ăn hơn. Hồi đó mình dòng y chang vậy mà sảy cá tráp 50 cm. Cá tráp dài bằng cá đối này luôn. Tiếc hồi hụi luôn. Không kỹ câu buổi chiều dính có con bự. Nó móc nó vô xong vậy nè. Rồi đem cho em xuống nước liền. Mình câu ngày nào cũng vậy mấy bạn ơi, tầm khoảng tối tối cá mới ăn mạnh chứ buổi sáng câu khó ăn lắm. Hồi nãy ngay chỗ này ăn cá gì nó cứ phá mồi hoài, để dục xuống thử coi dính gì. Ồ, dính rồi mấy bạn ơi. Không biết cái gì mà nhẹ nhẹ, không có nặng luôn. Phá mồi hồi nãy giờ luôn. Câu bực nhất là gặp mấy thành phần này nè. Cứ dục xuống nhiều mồi là nó ăn hết nhiều mà không có dính. Ý trời ơi, con cá gì mà nhẹ hiều nhỏ xíu rồi ta.
Trời ơi, con cá bạc má hèn chi phá mồi nãy giờ, cái này là thánh phá mồi luôn nè. Nữa dính con gì nhẹ nhẹ hiu nữa, hồi nãy giờ cũng mất mồi hoài luôn rồi. Câu cứ mất mồi là thế nào cũng biết con dính cá nhỏ. Ý trời ơi, con gì vậy? Con gì mình cũng không biết con gì luôn mọi người. Nhìn giống như con cá trạch à, mà không phải cá trạch. Sao giống lươn mà cũng không phải lươn luôn, không biết con gì hết. Này mọi người nhìn coi con gì luôn, mình cũng không biết con gì luôn. Câu lưỡi này dính thập cẩm thì chứ, dính đủ loại cá luôn. Con này từ nào giờ mình chưa câu dính mà bữa nay câu dính nữa, đọc thì chứ. Gì dịp nhịp nữa đây, cá ăn hay gì ấy. Ui, cá bự, cá bự. Giúp mình quay đèn qua cho sáng sáng tí rồi. Bự nặng tay à. Không có cọng dây chắc nhiều khi mà quên là nó lôi cái cần câu bay xuống nước luôn. Ôi, này chắc cá đối nữa rồi. Bữa nay câu chưa được cá tráp nữa hết. Đi câu cá tráp mà dính toàn cá gì được không? Dính lươn rồi. Cá đối không. Giờ tối ngay chỗ này người ta về hết là một mình câu một đồng luôn phê. Cá đối này chắc nhỏ hơn cá hồi nãy quá. Lôi nghe không có mạnh bằng cá hồi nãy. Từ cái vợt này mất tiền quá, từ cái ngày có cái vợt dài này câu mất tiền quá. Lúc trước mình xài cái vợt làm bằng cây cần câu rút đó, đâu có khó vớt dữ vậy, cũng vợt này bung ra khó gần chết. Cái vợt này câu trên cao tiện, như câu chỗ thấp như vậy không cần vợt dài, tầm khoảng mét mấy 2 mét là được rồi. Cái vợt cần câu này là để cá chạy qua máng vô đây dính một nồi chết luôn. Mày hả bưởi? Câu này lưỡi này không dính thôi mấy bạn, dính là con cá hết sảy luôn. Có nhiều bạn thích dùng phao nhưng mình không có dùng phao, mình nghe rỉa nhẹ nhẹ là mình giật rồi. Ui, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Ăn nữa. Sao nhỉ hiệu trời. Trời. Mình giật chắc cá bơi ngược lên trên hay gì đó, nhẹ quá. Rồi, nặng à. Tối quá để đứng xích qua đây cho mọi người thấy coi. Đứng bên kia tối thui vậy, nhiều khi không có thấy câu dính. Cá ở đây dính là không khi nào mà dưới 2 kg hết mấy bạn ơi. Nên là kéo nó lên cũng cực ăn lắm. Có khi dính còn 6-7 kg nữa. Ý trời ơi, dặm lật cái khủng mồi luôn á. Đến chút lượm lên.
rút kinh nghiệm đợt trước rồi, đợt này mình lấy cái vợt mình rút ra sẵn mình để vậy nè cho dễ vớt, chứ hồi nãy một tay không có rút cái vợt ra được, cái vợt này dài quá. Cá đối nữa rồi. Câu cá tráp mà toàn cá đối không nè, mấy bạn coi nè. Bình thường câu dính cá mê mà sử dụng cái bộ lưỡi này, mỗi lần mình câu dính là mình ám ảnh luôn. Gỡ con cá đơn giản, còn gỡ cái bộ lưỡi ra khỏi cái giờ, trời ơi, một buổi luôn. Cái thời gian mà gỡ cái lưỡi này ra chắc câu dính được con nữa. Trời ơi, dính mấy lưỡi luôn. Cần này mình câu lưỡi đơn nha mấy bạn, nên dính cá chắc cũng dễ xảy hơn mấy thằng kia. Trời, dính con cá mú. Cá mú cũng thánh phá mồi luôn, cũng ngang ngửa với lại bạo má. Câu xong rồi mấy bạn ơi, giờ đi về. Giờ mình sẽ lấy cá lên cho mấy bạn coi coi bữa nay được gì ha. Này, cá còn đây nè, còn ở trong cái xô này. Đang gọt lên dưới biển, giờ lôi nó lên. Câu luôn nè, đừng ai nó mua nữa cái chết luôn nè, được con cá mú nè, con nó không gì á, nó xíu giống như lương mình không biết tên, con cá bạc má nè. Đây thành quả của bữa nay đây mấy bạn, nhìn thấy mắt hồng không, bị sảy hai con. Hồi nãy mình cọt bốn con này ở đằng kia, cái con cá này cứ bơi đi ra ngoài á, cái bắt đầu cọng dây căng ra, cái con cá câu dính cứ chạy ngay lại cọng dây đó, mình sợ dính vô cọng dây mình kéo ngược qua lại cái rồi xong đứt mỏ sảy. Hai con dính, bốn con máu me tè le luôn. Cá bạc má nè, cá bạc má bữa nay cũng bự nè, cá mú bữa nay thì thôi luôn á, cá mú vườn chà bá luôn nè, cá mú một gang tay, cá bạc má hơn gang tay luôn. Cá mú đây, còn cá mú con đồ gấp đâu mà có lương đó mà tháng mà trời nè, để coi nè cho biết người ta đây. Mấy con nhỏ nhỏ này bỏ vô đây cho dễ thấy nè. Được con này gọi là con gì mình cũng không biết luôn, y như con lươn vậy. Chắc con lịch quá. Chắc con lịch quá. Nè, con cá mú nè, cá mú khủng hoảng không? Tàu cái bụng đó nè. Cá mắt má. Cá mắt má, cá mắt bự. Bốn cá đôi. Trời ơi, con bữa nay con bự nhất có 55 à. Bữa nay mày cá đối này nhỏ rồi, bình thường câu còn phải 65. Thôi hôm nay mình kết thúc video ở đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha, nhớ bấm like và chia sẻ giúp mình nha, để mình có động lực làm ra nhiều video nữa.